vị và các bạn thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương sáng ngày 16 tháng 8 đồn biên phòng Phú Hữu phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ xã Phú Hữu tổ chức trao tặng 50 phần quà cho hộ nghèo hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã mỗi phần quà gồm Gạo, mì gói, đường, bột ngọt, dầu ăn nước tương trị giá 300.000 đồng. Tổng đợt trao tặng là 15 triệu đồng do cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Phú Hữu phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động hỗ trợ. Dịp này, các thành viên trong đoàn cũng đã ăn cần thăm hỏi đời sống sức khỏe và động viên các hộ gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhất là không tập trung đông người, không đi ra ngoài khi không thực sự cần thiết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.